vương quỳnh an rằng giặc nhẹ gật đầu từ thanh y quá sợ hãi nói không có khả năng các ngươi làm sao có thể tìm được vật kia đây chẳng qua là truyền thuyết bên trong mới có à các ngươi vậy mà có thể tìm tới nhưng chúng ta cũng là tìm được từ thanh y chúng ta cần trợ giúp của ngươi vương quỳnh an ngươi hẳn phải biết vật kia là trí bảo cũng là nguyền rủa nó sẽ đem cho các ngươi cường đại lực lượng nhưng sẽ hại chết rất nhiều rất nhiều người cái kia cũng không nhọc đến ngươi phí tâm từ thanh y Ngươi liền nói có giúp hay không thôi. Từ Thanh Y lập tức lắc đầu nói, ta không thể giúp, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mộc, chúng ta xin từ biệt. Ta sẽ dẫn lấy ta đồ đệ biến mất, các ngươi sự tình ta cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ, chúng ta xin từ biệt đi. Ha 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 ha. Vương Quỳnh An ha ha cười nói, Từ Thanh Y à, ngươi biết ta tại nhìn thấy ngươi khi còn sống, cao hứng biết bao nhiêu sao? Có ngươi, ta liền biết lần này chúng ta ổn. Ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể phản kháng, như là hơn một nghìn năm đi qua, ngươi vẫn là cái nho nhỏ hóa thần, ta đã là độ kiếp cường giả, ngươi lấy cái gì phản kháng. Từ thanh y sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, cắn răng nói ra, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, như là ngươi muốn thả ta đồ đệ rời đi, nếu như các ngươi bắt nàng hoặc là giết nàng, ta sẽ lập tức tự sát ở trước mặt các ngươi, kế hoạch của ngươi cũng đừng hòng thi triển. Nghe vậy, Vương Quỳnh An quay đầu nhìn về phía Kỳ An, Nhìn đến cái kia miệng đầy là máu giống như tên điên nữ nhân về sau, suy cười một tiếng, nói ra: "Một cái nghiêm trọng ô nhiễm điên người mà thôi, điên người không cách nào khôi phục lý trí, cái này ngươi cũng biết. Làm gì như thế không muốn để cho nàng cùng cái khác điên người cùng một chỗ chết ở chỗ này không phải tốt. Vậy ngươi đừng quản, để cho nàng đi, bị ô nhiễm người không phải nguồn ô nhiễm, nàng đi cũng sẽ không ô nhiễm người khác, ta chỉ cần nàng đi." "Được được được đáp ứng ngươi, chỉ muốn ngươi thật tốt làm việc." chúng ta không chỉ có đáp ứng ngươi hết thảy điều kiện sẽ còn cho ngươi đại trưởng lão thân phận để ngươi hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý lão nhị đem cái này điên người đưa đi những người còn lại giết sạch tất cả điên người tịnh hóa cái này một mảnh ô nhiễm khu vực tìm tới quỷ dị bản thể giết chết tuân mệnh theo vương quỳnh an ra lệnh một tiếng sau lưng thái hoa tông bọn người toàn đều được bắt đầu chuyển động một người nắm lên kỳ an liền hướng về nơi xa bay đi kỳ an lập tức khàn giọng hô kêu lên một bên khóc một bên hô hào sư phụ. Từ thanh y quay đầu nhìn về phía hắn, đầy mắt đều là không muốn, lớn tiếng nói, đi, đi xa xa, về sau ngươi muốn chính mình thật tốt còn sống, đừng lại tới tìm ta. Sư phụ, hình ảnh kia theo kỳ an rời đi, cùng từ thanh y càng kéo càng xa. Mọi người mơ hồ nghe được Vương Quỳnh An một câu. Hừ hừ, lần này luyện hóa trí bảo về sau, chúng ta muốn trước nhất thống thiên la đại lục, lại tiến quân thiên tinh đại lục. Tại sao là thiên tinh đại lục? bởi vì phía tây tiên linh đại lục cùng phía bắc tiên thánh đại lục chúng ta đánh không lại à kỳ an bị bỏ vào một ngọn núi trên đỉnh ôm lấy đầu gối gào khóc khóc lớn mà hàn phong ba người thì cùng nhau sắc mặt đại biến hàn phong nhíu mày nhìn về phía hồng vũ hoa vừa mới ngươi đã nghe chưa thái hoa tông muốn tiến quân tiên linh đại lục bọn hắn muốn đối với chúng ta xuất thủ cái này là bao nhiêu năm trước sự tình bọn hắn hiện tại sợ là đã nhất thống thiên la đại lục đi ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía kỳ an có lẽ chỉ có Kỳ An biết chuyện này. Kỳ An mặt không thay đổi nói ra, đã qua 30 năm, Thiên La đại lục bên kia vẫn luôn đang phát sinh lấy chiến tranh, Thái Hoa Tông tuy nhiên còn không có nhất thống Thiên La đại lục, nhưng cũng sắp. Hàn Phong sắc mặt khó coi nói, xem ra Thiên Tinh đại lục bên này cũng phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, muốn nghênh đón chiến tranh đến, chỉ là Thái Hoa Tông nói tới chí bảo đến tột cùng là cái gì, ai biết được. Hàn Phong hiện tại thân chỗ bí cảnh bên trong, cũng là nghĩ thông suốt biết rõ ngoại giới cũng thông báo không được. Bất quá 30 năm cũng đã qua, cũng không nhất thời vội vã. Ba người bọn hắn vẫn luôn đang nhìn trong tấm hình, một vừa chú ý lấy kỳ an quá khứ, một bên tìm kiếm lấy chân thực chi nhãn manh mối. Có lẽ manh mối thì giấu ở cái này huyễn cảnh bên trong đây. Hình ảnh kỳ an khóc đủ rồi, bụng cũng đã đói, liền xuống núi, tìm kiếm thức ăn. Đi tới dưới núi, nàng tìm được một gia đình, vào nhà trộm một chút mét, quay người liền ra bên ngoài chạy. Kết quả vừa lúc bị cái kia gia chủ người phát hiện, đuổi theo nàng đánh, trong cơ thể nàng có điểm linh khí, chạy rất nhanh. Nàng chưa từng thấy ngoại giới thế giới, lần thứ nhất tiếp xúc ngoại giới người, những người kia liền đem sư phụ của nàng cướp đi, ở trong mắt nàng, người bên ngoài đều là người xấu, đều là rất cường đại. Nàng giống như là một cái tối tăm chuột một dạng, chạy khắp nơi lấy, càng chạy càng đói, rốt cục tại đường núi bên cạnh phát hiện một tòa phá miếu. Nàng mừng rỡ, vội vàng chạy tới trong miếu đổ nát, rất may mắn ở bên trong tìm được nồi sắt cùng đất lò. Nàng đi giếng nước bên trong múc nước, dùng linh khí tại đầu ngón tay sinh ra hỏa diễm sau đó đốt đi hỗn loạn nàng cầm lấy cái môi mỹ mỹ ăn một bữa cơm sau đó liền chuẩn bị đi tìm địa phương ngủ phía trước rơi ra mưa to cũng chuyển tới tiếng nói lưu bá trời mưa to chúng ta tới trong miếu này tránh một chút đi nghe được có giọng của nữ nhân kỳ an giống là bị kinh hãi con thỏ một dạng lộn nhào theo phá miếu cửa sau ra ngoài đội mưa trốn đến một cây đại thụ đằng sau thế giới bên ngoài quá nguy hiểm tiểu thư cái này phá miếu sợ là không an toàn à? để lão nô trước thăm dò đường, ngài tại nghỉ một chút. được. a, à, nơi này làm sao còn có không có dập tắt củi lửa cùng cơm thừa? một lát sau, một cái lão giả từ cửa sau đi ra, hướng phía sau nhìn một chút, không nhìn thấy người, thì thảo nói ra: tiểu thư kỳ quái, nơi này không có người. đoán chừng là nhân ra cơm nước xong xuôi đi đi, không cần phải để ý đến. phía dưới mưa lớn như vậy, người sẽ đi đâu đây? được rồi chúng ta cũng làm cơm đi, ngài cùng kiệu phu nghỉ ngơi trước. Lão giả về tới trong miếu, kỳ han đội mưa, gión rén đi tới nơi cửa sau, tránh ở dưới mái hiên, nhìn hướng bên trong. Nàng nhìn thấy bốn cái kiệu phu, cùng một người mặc đỏ thấm áo cưới mỹ lệ nữ tử, nữ tử kia vừa mới đem trong tay màu đỏ ô giấy dầu để xuống, dọc tại trên khung cửa. Lão giả đi nấu cơm. Một cái kiệu phu đối nữ tử cười nói, tiểu thư, ngươi lần này cần gả cho trong thành vương viên ngoại nhà công tử, cái kia vương công tử thế nhưng là nhất biểu nhân tài đọc đủ thứ thi thư à, ngài về sau có thể thật có phúc. Nữ tử ngượng ngùng cười một tiếng, ai, vốn nên là ngày mai thành thân, trận mưa lớn này làm trễ nải canh giờ, sợ là muốn đổi đến hậu thiên. Không có việc gì, ngày mai ta đuổi cái sớm, mấy người chúng ta thêm chút sức, chắc chắn sẽ không để ngài làm trễ nải canh giờ. Làm phiền mấy vị tiểu ca, ta cũng muốn sớm một chút nhìn thấy ta lang quân, ta đều một tháng không gặp hắn nữ tử mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc thần sắc kỳ an biểu lộ rất nghi hoặc lấy chồng thành thân trong sách đã từng nói nữ tử này muốn gả cho âu yếm lang quân à ta có lòng yêu lang quân sao ngay tại kỳ an suy tư thời điểm ngoài cửa bỗng nhiên tiến đến một nhóm người nhóm người kia từng cái hung thần ác sát tay cầm lưỡi dao sắc bén giống như là trong sách nói giặc cướp trên sách nói giặc cướp rất nguy hiểm gặp muốn tránh né quả nhiên đám kia giặc cướp tại nhìn thấy bên trong có người về sau nguyên một đám vui mừng quá đỗi dương nanh múa vuốt lấy đem mấy nam nhân toàn bộ chém chết huyết chảy đầy đất những người kia hảo lợi hại giết người không chớp mắt kỳ han trong lòng không có không dao động chỉ là có chút sợ hãi nàng cũng là giết người không chớp mắt người tuy nhiên nàng giết đều là điên người nhưng đang thăm dò thực lực của những người này trước đó nàng sẽ không xuất thủ đám kia giặc cướp cười gần hướng về kia tân nương tử đi đến tân nương tử sợ hãi tới cực điểm co lại đến góc tường. Nàng biết nơi này đến đón lấy muốn phát sinh cái gì, nhưng nàng cũng không định xuất thủ. Giết người cùng cưỡng gian loại chuyện này, tại khai hư tông bên trong, mỗi ngày đều đang phát sinh. Nàng đã sớm quá quen thuộc. Ánh mắt của nàng là cẩn thận, là sợ hãi, là chết lặng, còn mang theo một số hung ác. Cái kia tân nương tử cương liệt, cận kề cái chết cũng không muốn thụ những thứ này phỉ đồ trà đạp. Nàng đem kim châm cắm vào cổ họng của mình bên trong, ngã trên mặt đất. Sau cùng nói hai chữ, là lang quân bọn phỉ đồ mắng to lấy suối quẩy đem tài vật thu thập lên sau đó ăn trong nồi cơm ăn no sau liền đi ngủ nửa đêm canh ba thời điểm kỳ an mới dám đi tới bên ngoài thật sự là quá lạnh nàng có chút chịu không được y phục của nàng bị mưa to xối thấu cho dù là ở dưới mái hiên cũng vô dụng gió quá lớn nàng rất lạnh muốn tìm một kiện quần áo khô xuyên nàng đưa ánh mắt liếc về trên đất nữ thi nàng rón rén đi qua nỗ lực đem nữ thi quần áo trên người nhổ xuống, cái kia một thân đỏ áo cưới xuyên tại trên người mình. Mặc vào sạch sẽ y phục về sau, nàng ấm áp một chút, nhưng gió còn là rất lớn. Sau đó nàng cầm lên trên đất màu đỏ ô giấy dầu, muốn cho mình chắn gió, dù sao cái này phá miếu liền cái không có cửa đâu. Nàng vừa mới đem ô giấy dầu đánh trên đầu, bên ngoài liền tiếng sấm cùng tia chớp đồng thời đến. Lôi đình nổ vang, đánh thức một tên phỉ đồ. Đúng lúc gặp tia chớp đến, đốt sáng lên trong phòng, hắn thấy được suốt đời lớn nhất một màn kinh khủng. Bên ngoài mưa to, sấm sét vang dội, trước mặt hắn, một cái tóc tai bù xù sắc mặt tái nhợt nữ nhân, người mặc đỏ áo cưới, đánh lấy đỏ dù, ngơ ngác nhìn hắn. Ta đẹp không? Kỳ an quỷ thần xui khiến hỏi. Quỷ à? Cái kia kẻ cướp phát ra tê tâm liệt phế tiếng la. Đánh thức cái khác kẻ cướp. Tất cả kẻ cướp đều tỉnh dậy, cua lấy ra hỏa nhìn lấy chung quanh. Đen như mực đêm, một tia chớp sấm sét lóe qua, bọn hắn lại thấy được cái kia nữ quỷ nữ quỷ cũng nhìn thấy bọn hắn gặp bọn họ đều cầm lấy vũ khí hung thần ác sát không khỏi hoảng sợ thét lên a à, cái kia thê lương tiếng quỷ khóc đem đám kia phỉ đồ lá gan đều hoảng sợ phá quỷ a à, đám người kia liên tục không ngừng ra bên ngoài chạy bọn hắn dám giết người nhưng lại sợ quỷ không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa bọn hắn tưởng rằng cái kia tân nương từ quỷ hồn đến lấy mạng dọa đến như ong vỡ tổ bốc lên mưa to chạy kỳ an cũng rất sợ hãi nơi nào có quỷ các ngươi đừng dọa ta nơi nào có quỷ hà nàng cũng đang kinh hoàng tìm kiếm lấy quỷ thấy cảnh này mặc dù có chút không hợp thời nhưng hàn phong ba người vẫn có chút muốn cười thậm chí ánh mắt còn không ngừng liếc về phía kỳ an kỳ an mặt không biểu tình bất động thanh sắc ngón chân cũng đã căng thẳng trong tấm hình kỳ an không dám đi ra ngoài bởi vì bên ngoài mưa quá lớn nàng một người núp ở góc tường run rẩy nấu đến hừng đông nàng không sợ thi thể nàng cũng sợ quỷ sau khi trời sáng nàng cái này mặt đất tìm được một mặt tân nương tử tùy thân mang tấm gương thấy được hình dạng của mình quỷ a à. kỳ an bị dọa đến hoảng sợ gào thét một lát sau nàng mới phản ứng lại a à, đây là ta ta là quỷ bọn hắn đang sợ ta kỳ an nhìn lấy trên người mình đỏ áo cưới tóc tai bù xù trắng xám gương mặt nhãn cầu đỏ bừng có chút hiểu rõ. Nguyên lai like ăn mặc dọa người khủng bố một điểm, thật có thể cho chính mình nhìn lên rất lợi hại, đem người xấu hoảng sợ chạy à. Bộ y phục này thật tốt, ta về sau cũng dạng này cách ăn mặc, đem những cái kia muốn hại ta người tất cả đều hoảng sợ chạy. Nghe nói như thế, Hàn Phong ba người cùng Tiểu Hồ Ly lần nữa nhìn về phía Kỳ An. Nhìn đến đối phương tóc tai bù xù mặc lấy đỏ áo cưới, cũng minh bạch nàng tại sao muốn làm như thế. Nguyên lai like là vì hù dọa chúng ta à? ba người cùng nhau chật 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 kỳ han lúng túng đầu ngón chân tại mặt đất đập ra ba phòng ngủ một phòng khách quay đầu hung hăng chừng mắt về phía ba người các ngươi đang nhìn cái gì cho là ta hung ác là trang sao ta giết người không chớp mắt giết mấy người các ngươi càng là giống bóp chết một con gà một dạng tựa như đúng vậy chúng ta cực sợ hàn phong liên tục gật đầu nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm sợ hãi y tứ đúng nha đúng nha thật là dọa người nha đoá đó, đó cũng gật đầu Hừ. Kỳ Han tức giận nghiêng đầu đi, không để ý ba người này. Trong tấm hình Kỳ Han, bụng lại đói bụng, nàng đem trên mặt đất mấy cỗ vừa mới chết không bao lâu thi thể, trong mắt móc ra. Bỗng nhiên, ngay tại cầm lấy trong mắt Kỳ An, ngẩng đầu lên, mê mang hỏi. Cái gì? Cái gì chúc phúc? Ngươi là ai? Mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, biết đây là hình tổ chúc phúc đến. Ngươi là thần minh. a, à, ta đã biết, vậy ngươi có thể tìm tới sư phụ ta sao? Vậy ngươi có làm được cái gì? phía trên đi một bên chơi a à, chính ta tu luyện ăn tròng mắt liền có thể mạnh lên còn có thể thu được đối phương một bộ phận năng lực cùng thuộc tính có ý tứ gì đến ăn cường giả mới được quá yếu hiệu quả không lớn nhãn thuật tu luyện tới cực hạn ta có thể nhìn đến thế gian này hết thảy tồn tại bao quát sư phụ ta ở nơi nào cũng có thể nhìn đến sao hả ta đã biết vậy ta phải trước chúc cơ nhà khi han nhẹ gật đầu bên ngoài mưa tạnh nàng đánh lấy hồng chỉ tán đi ra phá miếu nàng thành một cái tán tu cùng cái này tu chân giới phổ thông tán tu một dạng nàng đoạt cơ duyên đoạt tài nguyên thu thập linh thạch bảo vật cũng bế quan tu luyện tu vi mỗi một ngày tăng trưởng nàng cũng càng ngày càng mạnh nàng giết rất nhiều người có người tốt cũng có người xấu nhưng nàng sẽ không đi vô duyên vô cớ giết người vô tội giết đều là trêu chọc nàng người nữ quỷ kỳ an tên tuổi tại cái kia một khu vực thời gian dần trôi qua khai hỏa thẳng đến nàng kết đan nàng mới lên đường tiến về thái hoa tông thái hoa tông rất lớn cơ hồ là thiên la đại lục thế lực cường đại nhất nhân ra không cho nàng đi vào nàng dưới chân núi gặp một cái thái hoa tông đệ tử nàng cho đối phương không ít linh thạch xin nhờ hắn giúp đỡ tiến đi tìm một cái gọi từ thanh y người nếu như tìm được để từ thanh y đến bên ngoài tìm nàng nàng chờ ở bên ngoài nha các loại trông mong nha trông mong đợi hai ngày cũng không có đợi đến từ thanh y ngược lại chờ đến thái hoa tông người muốn tới giết nàng Nàng một đường chạy một đường đánh, cùng cái kia một đám Thái Hoa tông người đấu trí đấu dũng, mượn nhờ địa hình vồ xuống đơn, bắt được thì giết chết, nuốt mất ánh mắt của đối phương, tăng cường chính mình tu vi. Thẳng đến nàng đánh bại người cuối cùng, ép hỏi đối phương từ Thanh Y hạ lạc, nhưng đối phương lại nói: "Từ Thanh Y? Chưa nghe nói qua có người như vậy à, Thái Hoa tông quá lớn, ta không có khả năng mỗi người đều biết. Vậy ngươi tại sao muốn truy sát ta?" Tông môn nói ngươi làm nhiều việc ác, là tu chân giới tội nhân còn giả trang thành nữ quỷ khắp nơi hù dọa người, cho nên để cho chúng ta đưa ngươi giết chết. Kết quả cuối cùng là Kỳ An hung hăng giết chết người kia, ăn ánh mắt của hắn. Nàng giải quyết lần này nguy cơ, nhưng cũng bởi vậy đem tên tại Thái Hoa Tông phủ lên số. Nữ quỷ Kỳ An dám can đảm giết Thái Hoa Tông người, muốn chết. Về sau, Thái Hoa Tông không ngừng phái người truy sát Kỳ An. Kỳ An hai mươi mấy năm, cơ hồ tất cả đều là tại truy sát cùng phản sát chi bên trong vượt qua. Nàng kinh địch lần lượt nguy cơ sinh tử, không ngừng trưởng thành, dẫm lên truy sát giả thi thể, tu vi không ngừng tiến bộ. Giết không chết nàng, cuối cùng rồi sẽ sẽ khiến nàng biến đến càng mạnh. Nếu quỷ Kian hung danh cơ hồ vang vọng toàn bộ thiên la đại lục khu vực bởi vì hắn thủ đoạn tàn nhẫn, càng là đắc tội nhiều vô số kể thế lực. Nàng thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nhưng nàng tịnh không để ý, nàng chỉ muốn tìm tới sư phụ của nàng. Nàng mỗi giết chết một cái thái hoa tông người, đều sẽ ép hỏi từ thanh y hạ lạc có thể đáp án lạ thường nhất trí, căn bản cũng không có người gặp qua cái kia gọi từ thanh y người. Sư phụ, ngươi ở đâu à? Trong tấm hình kỳ an, đón khắp trời mưa to, thê lương vấn thương thiên. Trong hiện thực kỳ an, dơ ô dưới dầu tay, cũng tại khẽ run, tự mình lẩm bẩm. Sư phụ, ngươi ở đâu à? Hàn phong ba người, nhìn lấy kỳ an bộ dáng, ào ào động dung. Mỗi người bọn họ đều có chấp niệm. Hồng Vũ Hoa muốn phục sinh chính mình thê tử. Hàn Phong muốn xác minh thân thế của mình. Đoá đoá muốn tìm về mất đi ký ức. Kỳ An muốn tìm được chính mình sư phụ. Hình ảnh còn đang nhanh chóng lưu chuyển lên, phát hình Kỳ An một đời. Kỳ An còn đang không ngừng giết lấy thái hoa tông người, thẳng đến chết lặng, thẳng đến thời gian dần trôi qua mất đi hy vọng. Thẳng đến nàng bắt được một người, theo thói quen hỏi thăm đối phương, từ thanh y ở đâu. Từ thanh y, ta vài thập niên trước giống như gặp qua hắn một lần, tựa như là theo tông môn chấp hành bí mật gì kế hoạch đi. Kế hoạch kia chết thật nhiều người, rất nhiều trận sư đều đã chết, sư phụ ngươi đoán chừng cũng đã chết đi. Chết, chết rồi. Kỳ An như bị sét đánh, nàng điên cuồng đánh nhau người kia, muốn ép hắn nói ra khác biệt đáp án, có thể không làm nên chuyện gì. Người kia bị nàng đánh chết tươi, cũng không nói ra khác tới. Thái Hoa Tông, ta cùng ngươi không đội trời chung. Kỳ An thế lương giống giận. Đột nhiên, trước mắt hình ảnh lưu chuyển. một mực làm Kỳ An nhân vật chính, vậy mà biến mất. Thấy cảnh này trong hiện thực kỳ an cũng đều trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo tập trung tinh thần nhìn trước mắt tràng cảnh hình ảnh nhanh chóng lưu chuyển đi tới thái hoa tông bọn hắn thị giác xuyên qua thái hoa tông sơn phong đến xuống đất bọn hắn thấy được một mảnh đại trận màu đỏ ngòm đại trận bên trong có lấy vô số thi thể những thi thể này xếp thành thi sơn huyết hải giống như tu la địa ngục một dạng nơi xa còn có một số người mặc thái hoa tông đệ tử quần áo người ngay tại xua đuổi lấy một số tu sĩ làm việc những tu sĩ kia tựa như là nô lệ một dạng. Chỗ xa hơn thì là rất nhiều tu sĩ, tại một cái hỏa hải bên trong kêu thảm, kêu thảm. Hình ảnh như ngừng lại một tòa núi thây phía trên, trên cao nhất, có một người mặc áo xanh bóng người. Từ thanh y trên thân áo xanh, đại bộ phận đã thành màu đỏ thẫm, vừa dơ vừa thúi, tay chân của hắn tất cả đều gãy mất, tại núi thây phía trên chật vật nhúc nhích bỏ sát. Sư phụ, sư phụ, Kia nhìn đến cái kia một bóng người, ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, vứt bỏ trong tay ô giấy dầu, ngơ ngác nhìn một màn kia. Đây là trong hiện thực kỳ an. Hàn Phong cao mày, cảm thấy có chút không đúng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Kỳ, kỳ an, là nhỏ kỳ an sao? Sư phụ, là ta, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Sư phụ, kỳ an liên thanh la lên. Từ thanh y không nhìn thấy kỳ an vị trí, chỉ có thể mờ mịt nhìn bốn phía. Kỳ an, ngươi tại sao lại tới nơi này? Ta không biết ngươi là làm sao tới, nhưng ngươi đi mau, đi mau. Nơi này là địa ngục, là so khai hư tông còn muốn địa ngục kinh khủng. Tuyệt đối không nên tới, tuyệt đối đừng tới tìm ta, ta không trốn thoát được, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, không muốn liền lụy ngươi. Kỳ an, đi mau. Sư phụ, ngươi đừng có gấp, ta tới cứu ngươi, ta cái này tới cứu ngươi. Kỳ an lập tức liền muốn bay tới đằng trước. Hàn phong hô to không ổn, kéo lại kỳ an, đem nàng hung hăng nắm đi qua, ném tới mặt đất. Thả ta ra cút, đừng ép ta giết người. Kỳ An giận mắng Hàn Phong, lần nữa liền muốn bay đi. Mau tới đè lại nàng à! Hàn Phong hướng về hai người khác giống to, ba người cùng một chỗ phát lực, đem Kỳ An gắt gao trấn áp, không cho nàng đi qua. Kỳ An đã điên rồi, nàng chỉ muốn cứu ra chính mình sư phụ, nàng một trưởng hướng về Hàn Phong ba người vỗ tới. Trong tấm hình, Từ Thanh Y nghe được Kỳ An tiếng la, hồ lớn. Kỳ An, ngươi thế nào? Ngươi đi mau, đừng quản ta tuyệt đối đừng tới. Ngươi đi mau à? Một cái thái hoa tông tu sĩ tới, hung hăng một roi quất vào từ thanh y trên thân, lại một quyền đánh nát miệng của hắn. Hô bà nội ngươi đâu, cho lão tử yên ổn chờ chết đi ngươi, đây chính là ngươi không siêng năng làm việc xuống chàng. Sư phụ, nhìn lấy hấp hối từ thanh y, khi an thế lương giống giận, ra sức muốn đi cứu sư phụ của nàng. Hàn phong tế ra táng địa hồ lô, hướng về kỳ an trấn áp xuống. Đồng thời lớn tiếng nói, kỳ an, ngươi tỉnh táo một điểm, đây đều là giả. Là u ảnh chi chủ tại dụ hoặc ngươi đi ra hành lang. Không có khả năng. Đây nhất định là thật. Nếu như là giả, sư phụ sẽ nói để cho ta đi cứu hắn. Dạng này mới có thể dụ hoặc ta đi vào, mà không phải để cho ta không cần quản hắn. Sư phụ chính là như vậy. Gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ hy sinh chính mình, để cho ta tranh thủ thời gian chạy. Hắn là thật. Hàn phong khí cắn răng, hét lớn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi thấy hình ảnh, đều là u ảnh chi chủ căn cứ ngươi ký ức đến tái hiện. Ngươi đều chưa từng đi thái hoa tông lòng đất, ngươi đều chưa từng gặp qua hình ảnh kia, nó u ảnh chi chủ bằng cái gì có thể vẽ phác thảo ra bộ này hình ảnh. Nó một mực bị trấn áp ở chỗ này, chẳng lẽ hình tổ sẽ tùy ý nó tìm kiếm toàn bộ cửu giới sự tình. Nơi này là Long Cung, trước kia tại yêu hoàng đại lục, bây giờ đang ở thiên tinh đại lục, nó bằng cái gì có thể biết thiên la đại lục sự tình. Nó đây là căn cứ ngươi ký ức bên trong cung cấp manh mối, đến hư cấu ra hình ảnh. Thì ngay cả chúng ta đều có thể đoán được sư phụ ngươi đi giúp Thái Hoa Tông làm chuyện bí ẩn, nó u ảnh chi chủ sáng tạo ra một bộ sư phụ ngươi gặp nạn hình ảnh rất khó sao. Ngươi muốn cứu ngươi sư phụ cũng là đi Thái Hoa Tông à, nơi này là Thanh Long bí cảnh, nơi này là U Ảnh hành lang, nơi này là Thiên Tinh đại lục. Khoảng cách ngươi cái kia Thiên La đại lục cách xa vạn dặm đâu. Ngươi tỉnh à? Mặt mũi tràn đầy điên cuồng kỳ an, nghe Hàn Phong mà nói về sau, cũng tỉnh táo một chút. Nàng khôi phục một chút lý trí nhìn lấy trong tấm hình không ngừng nhúc nhích dãy ruộng từ thanh y, bờ môi đều cắn chảy máu. Tuổi thơ của nàng kinh lịch cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau, nàng là tại một đám người điên trong hoàn cảnh lớn lên, bản thân tính cách cũng mang theo một điểm điên cuồng, có một ít điên người phong cách. Từ thanh y là nàng 20 tuổi trước, duy nhất nhận biết một người bình thường, đó là trong nội tâm nàng một đạo quang, để cho nàng duy trì một tia lý trí, không đến mức triệt để biến thành điên người. Đó là nàng duy nhất ký thác, duy nhất tưởng niệm. Nàng chấp niệm, cho tới nay đều là tìm tới sư phụ. Sư phụ bồi bạn nàng 20 năm, chính nàng khắp nơi chạy trốn 30 năm. Cái này 30 năm bên trong không có hòa tan sư phụ nàng trong lòng nàng cảm tình, ngược lại càng kiên định, bởi vì đây là nàng sống tiếp duy nhất động lực. Làm nàng nhìn thấy sư phụ tại chịu khổ về sau, nàng triệt để đã mất đi tất cả lý trí, một lòng chỉ muốn đem sư phụ cứu ra. Từ thanh y đã từng là bảo hộ khôi giáp của nàng, hiện tại là nàng xương sườn mềm. Hàn Phong có thể lý giải kỳ an tâm tình hắn có rất nhiều quan tâm người, nhưng Kỳ An chỉ có một cái. Hắn nhìn lấy tỉnh táo lại Kỳ An, thở dài, vẫn như cũ ngăn tại trước người của nàng, không cho nàng đi qua. Kỳ An trong mắt vẻ điên cuồng dần dần tiêu trừ, biến thành huyết hồng tỉnh táo. Nàng nhìn về phía nơi xa, thì thào nói ra, cái kia không phải chân chính sư phụ, u ảnh chi chủ, ngươi cũng không có khả năng mang ta đi chơi sư phụ vị trí, ngươi không có bản sự kia. Ngươi chỉ muốn muốn dùng sư phụ ta lừa gạt ta, muốn cho ta triệt để trầm luân, trở thành nô lệ của ngươi. Ta nhất định muốn giết ngươi, đem ngươi triệt để xé nát, tựa như là ngươi dùng sư phụ đem lý trí của ta xé nát một dạng. Theo Kỳ An lời nói xong, trước mắt Thái Hoa Tông địa ngục đồng dạng tình cảnh, trong nháy mắt phá toái. Trung quanh lại trở thành xương đỏ, gãy mất hành lang cũng phải lấy kéo dài. Hồng Vũ Hoa trầm giọng nói ra, cửa này xem như qua, chúng ta tiếp lấy đi thôi, nhìn cái kia u ảnh chi chủ còn thế nào ra chiêu. Hàn Phong nhìn về phía Kỳ An, bỗng nhiên cười lạnh nói, Ta nhớ được ngươi đã nói, chúng ta muốn là kéo ngươi chân sau, ngươi liền phải đem ánh mắt của chúng ta đào xuống đến ăn hết. Hiện tại ngươi kéo chân sau, chúng ta cũng không có đào con mắt của ngươi. Kỳ An lạnh lùng nhìn Hàn Phong liếc một chút, nói ra: Ngươi cũng có thể đến đào con mắt của ta. Thôi đi, ta đối ánh mắt của người khác cùng Cơ Duyên không có hứng thú, không giống như là có ít người vừa thấy mặt liền muốn kêu đánh kêu giết, muốn cướp người khác Cơ Duyên mới được. Nghe vậy, Hồng Vũ Hoa cùng Đóa Đóa xấu hổ cúi đầu xuống. Hồng Vũ Hoa nhìn đến đoá đoá cái phản ứng này, cũng rất kinh ngạc. Tiểu nha đầu này vậy mà cũng có qua loại ý nghĩ này. Đoá đoá bị hắn nhìn thẹn thùng, thạnh quá thành giận nói. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn liền đem con mắt của ngươi hung hăng móc xuống. Kia nhìn về phía ba người, trịnh trọng nói ra. Lần này các ngươi ba cái đã cứu ta, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, ngày sau sẽ trả cho các ngươi. Cái kia liền đa tả á. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, không có để ý. Đã cùng đi, có cùng chung mục tiêu, cái kia chính là chiến hữu, lý nên lẫn nhau hỗ trợ. Thiếu đi ai cũng sẽ để bọn hắn sức mạnh tổn hại nhiều. Một đoàn người tiếp lấy đi lên phía trước, vẫn là như cũ, Kỳ An đi ở trước nhất, Hồng Vũ Hoa thứ hai, lần này đoá đoá cũng không làm sao sợ, đi tại thứ ba, Hàn Phong rất dũng cảm, đi tại sau cùng, đem mọi người che ở trước người. Đi về phía trước không bao lâu, có chừng hơn 10 dặm, trước mặt hành lang lần nữa gãy mất. Mọi người không thể không dừng bước lại, nhìn về phía trước không biết lần này cần náo cái gì yêu thiêu thân. A à Mính, mau đến xem, ngươi nhìn ta làm cái gì? Hình ảnh còn không có xuất hiện, giọng nói thanh thúy tiểu hài tử thanh âm liền xuất hiện trước. Hồng Vũ Hoa toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh kia là hai tiểu hài tử, một cái tại bắt cá, một cái đang dùng bùn lũy thành tường. Lần này đến phiên Hồng Vũ Hoa sao? Hàn Phong sờ lên cằm, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Hồng Vũ Hoa nhẹ gật đầu, nói ra. Xem ra, lần này u ảnh chi chủ vẫn là lão xáo lộ, trước phân tích ta ký ức. Sau đó thông qua trong trí nhớ của ta người đến chế tạo huyễn cảnh, dụ hoặc ta bước ra một bước này, tiến vào nó ô nhiễm khu vực trong. Đối với ngươi mà nói là trò vặt, ngươi có thể được kiên định một điểm à. Hàn Phong vỗ vỗ hồng vũ hoa bảo vai. Trong tấm hình còn tại diễn lại, A Hoa cùng A Mính từ nhỏ đến lớn quá trình. Quá trình này, Hàn Phong nghe hồng vũ hoa nói qua một lần, nhưng là nghe được còn chính mắt thấy, còn là có khác biệt rất lớn. Bọn hắn hai người ở giữa cố sự, nhìn Đoá Đoá đều có nước mắt chảy xuống, cảm động ghê gớm. Nhất là sau cùng thời điểm, A à Minh nói: "Ngươi về sau không vui, khó qua, mê mang, không biết nên làm sao lựa chọn như thế nào, ngươi thì ăn một viên kẹo, ta chính là viên kia kẹo, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án." Câu nói này càng làm cho Đoá Đoá nước mắt rơi như mưa, gọi thẳng quá cảm động. Hình ảnh lóe lên, cái kia là một bộ giống như như địa ngục tràng cảnh bên trong đao sơn hỏa hải chảo dầu luyện ngục vô số quỷ hồn ở bên trong thụ lấy trừng phạt mọi người thấy a mính linh hồn bị băng tại một cái trên thập tự giá hai tay bị cây đinh một mực đinh lấy một cái quỷ sai khua tay roi ra không ngừng quất a mính a mính tiếng kêu rên liên hồi lại không có cầu xin tha thứ trong mắt tràn đầy kiên định quỷ sai một bên đánh còn một vừa hùng hùng hổ hổ đặc biệt hiếm thấy gặp phải cái kiếp trước không có ác nghiệp tinh khiết linh hồn vốn là không cần tại địa ngục bên trong chịu khổ có thể đi vào nhập lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai đến một cái đại hộ nhân gia hưởng phúc. Lão tử hiệu suất cũng có thể nhiều hoàn thành một bút, cái này có thể so sánh độ hóa một cái ác quỷ hiệu suất tốt hơn nhiều. Có thể ngươi đặc biệt hết lần này tới lần khác cũng là không đi, luân hồi chuyển thế tốt bao nhiêu à, ngươi không muốn đi đặc biệt hưởng phúc sao? 3. 3. Kia quỷ kém hung hăng quất lấy, tại A Mính trên thân lưu phía dưới một đạo lại một đạo vết roi. A -mính trên thân, cơ hồ đều nhanh muốn tìm không thấy da thịt tất cả đều là đẫm máu dấu vết lão tử hỏi ngươi một lần nữa muốn hay không đi luân hồi chuyển thế quỷ sai cầm lấy cây roi chỉ a mính cái mũi hỏi a mính chậm rãi lắc đầu nói ra ta không đi ta chuyển thế cũng là một người khác ta không phải ta ta thì không nhớ rõ a hoa a hoa nói qua hắn sẽ phục sinh ta thần minh đã đáp ứng hắn sẽ để cho ta lần nữa trở lại bên cạnh hắn ta không thể đi chuyển thế Hắn còn đang cố gắng lấy, ta làm sao có thể từ bỏ, đi luân hồi chuyển thế đâu. Ngươi nếu là không đi, ta vẫn đánh ngươi, đánh ngươi ngàn năm vạn năm để ngươi vĩnh viễn chịu khổ. Ngươi đánh đi, ta sẽ không bỏ qua, mãi mãi cũng sẽ không, hắn còn đang chờ ta, ta cũng đang chờ hắn, hắn nhất định sẽ cứu ta, nhất định sẽ cứu ta. Ngươi nữ nhân chết bầm này, ta nói cho ngươi, nam nhân là lớn nhất hoa tâm, lớn nhất thiện biến, ngươi nói người kia, hắn khả năng trước kia thật yêu ngươi nhưng ngươi đều đã chết đã nhiều năm như vậy hắn đã sớm đem ngươi quên không còn chút nào hắn hiện tại cũng có tân hoan đã cưới mới thê tử đều sinh hài tử hắn đã sớm đem ngươi quên a à mính a à mính hồng vũ hoa hung hăng đều cắn răng trên nắm tay gân xanh bạo lồi hận không thể đi đem cái kia quỷ sai hung hăng một quyền đánh nát mặc dù hắn biết trước mắt đây đều là giả nhưng hắn nhìn đến a à mính vì chờ hắn vốn có thể đi luân hồi chuyển thế hưởng phúc lại cam nguyện một mực tại địa ngục bên trong chịu khổ bị phạt, bị dạng này tra tấn. Đó là cái lớn nhất cô gái hiền lành, nàng chưa bao giờ hưởng qua một ngày phúc, vẫn luôn tại nỗ lực, đều tại chịu khổ bị mệt. 20 tuổi thì chết oan chết uổng, chết về sau, rõ ràng không có làm qua bất kỳ chuyện ác nào, vẫn còn muốn tiếp tục chịu khổ. Nàng đại khái là trên đời này mệnh khổ nhất người đi. Hồng Vũ Hoa mặc dù biết đây là giả, nhưng vẫn là không nhịn được bi thương đến run rẩy. Một lát sau, Hồng Vũ Hoa điều chỉnh tốt tâm tình, rút ra chính mình minh lôi, một đao chảm ra ngoài. Cái kia một đạo trong nháy mắt hoa đao mang, vạch phá bầu trời, đem cái kia một bức tranh cho xé thành hai nửa. Hắn thu đao vào vỏ, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra: "Tuy nhiên ta biết ngươi là muốn gạt ta đi chết, nhưng vẫn là cảm tạ ngươi, để cho ta lần nữa gặp được A à Mĩnh. Ôn lại chúng ta quá khứ, cảm tạ ngươi, u ảnh chi chủ, cho nên ta sẽ thỉnh ngươi đi chết." Hình ảnh biến mất, hành lang xuất hiện lần nữa ba người đang muốn đi lên phía trước, lại nhìn đến Kỳ An đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Đoá Đoá hỏi: "Kỳ An tỷ tỷ, ngươi làm sao không đi nha? Còn tại cảm động sao?" Kỳ An không để ý đến nàng, mà chính là nghiêng nhìn hướng lên bầu trời, hỏi: "Hinh tổ, ngài đối Hồng Vũ Hoa nói qua, giết chết năm cái hàng ngũ, liền có thể phục sinh người yêu của hắn sao?" Đúng thế, hinh tổ thanh âm tại mọi người trong đầu truyền đến. Kỳ An hỏi lần nữa: Vậy ta muốn là giết chết ba cái hàng ngũ, ngài có thể giúp ta tìm tới sư phụ của ta sao? Hàn Phong, đoá đoá, Hồng Vũ Hoa, không phải, ngươi lễ phép sao? Chúng ta mấy cái vừa mới cứu được ngươi hả? À? Hàn Phong trong nháy mắt có chút tâm lạnh, cảm giác cái này kỳ an thật là một cái cho ăn không quen sói. Hình tổ thanh âm lần nữa chuyển đến. Ngươi muốn muốn giết ai? Kỳ an quay đầu, lạnh lùng nhìn ba người này liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía bầu trời, nói ra, ngoại trừ cái này ba cái, giết ai đều được, ta thiếu ba người bọn hắn một cái mạng. Hàn Phong tâm lý lại đem vừa mới câu nói kia cho Thu trở về. Hai người khác cũng giống như vậy, tâm lý dễ chịu một chút. Chỉ ít cái này Kỳ An còn không có hư hỏng như vậy. Hình tổ có thể sao? Trừ bọn ngươi ra bốn cái bên ngoài, cái khác chín vị hàng ngũ, toàn bộ đều là tiên nhân, ngươi có thể giết rơi bọn hắn. Hiện tại không thể, không đại biểu về sau không thể. Ngươi tại tiến bộ, người khác cũng tại tiến bộ, chớ có quên, bọn hắn cùng các ngươi một dạng đều là hàng ngũ đều có chúc phúc ngài hãy nói có thể hay không đáp ứng ta à ta không tiếp thụ bất luận cái gì hàng ngũ đối với ta sách ra bất kỳ điều kiện gì đồng dạng ta cũng sẽ không cưỡng ép muốn cầu các ngươi đi vì ta làm bất cứ chuyện gì hết thảy nhân quả các ngươi tự phụ ngươi muốn tìm được sư phụ của ngươi chờ ngươi cầm tới hoàn chỉnh diệt thế huyết đồng về sau tu luyện tới cực hạn cũng có thể nhìn ra thế giới hết thảy ngươi có thể chính mình đi tìm mỗi một cái hàng ngũ đều có vô cùng mãnh liệt chấp niệm đều có nỗ lực liều mạng động lực có không cam lòng hạ nhân ý niệm đây mới là bồi dưỡng hàng ngũ tiêu chuẩn đương nhiên ngoại trừ cái nào đó nằm ngửa phế vật trước mặt lời nói đều còn rất tốt nghe được một câu cuối cùng hàn phong không bình tĩnh không phải xem thường ai đây ta rõ ràng rất nỗ lực tốt à vẫn luôn tại vất vả cần cù cày cấy ta lại không thể tu luyện chỉ có thể dựa vào lão bà tu luyện đến đề thăng mạnh lên chỗ nào không cố gắng chỗ nào nằm ngửa rồi có lúc nhiều từ trên người chính mình tìm một chút nguyên nhân tốt à nhiều năm như vậy ngươi chúc phúc có hay không nỗ lực à kỳ an tức núi thở dài mà đóa đóa cùng hồng vũ hoa ánh mắt cổ quái nhìn về phía hàn phong trên bả vai hắn tiểu hồ ly nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên là khẽ giật mình sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu song chảo chống lạnh đắc ý nói ra ta là toàn thế giới đẹp nhất hồ ly hồng vũ hoa huyễn cảnh phá diệt về sau hành lang có thể lần nữa kéo dài mọi người tiếp tục hướng phía trước đi tựa như là vượt quan một dạng. Hàn Phong bỗng nhiên sờ lên cầm nói ra, các ngươi phát hiện không có, cái này quỷ dị, kỳ thật cũng là dựa vào dò xét tìm trí nhớ của chúng ta. Sau đó tới căn cứ ký ức lực chúng ta chấp niệm sâu nhất địa phương, đến dụ hoặc chúng ta phạm sai lầm. Đúng vậy à, thế nào? Đoá đoá hỏi. Không, trọng điểm không phải phạm sai lầm, mà chính là nó có thể dò xét tìm trí nhớ của chúng ta. Hàn Phong ánh mắt càng ngày càng sáng. Nếu là như vậy, hắn chẳng phải là có thể dựa vào cái này quỷ dị tìm đến đến thân thế của mình đến phá giải thân thế của mình chi mê tìm đến đến phụ mẫu vị trí cùng trước một nghìn thế hắn đều kinh lịch cái gì không chỉ là hắn đoá đoá cùng tiểu hồ ly cũng đều ý thức được điểm này hai người ánh mắt cũng là càng sáng ngời đúng à chính là như vậy đoá đoá cùng tiểu hồ ly cùng kêu lên nói ra đoá đoá hưng phấn hô quỷ dị đại đại mau tới tìm kiếm ta ký ức mau tới nha ta chuẩn bị xong Tiểu hồ ly cũng theo hàn phong trên bờ vai nhảy xuống, hô lớn, u ảnh chi chủ, ngươi là toàn thế giới thiện lương nhất người tốt, tới trước tìm kiếm ta ký ức, trước giò xét ta. Hai người các ngươi đều lui về phía sau, để cho ta tới trước, ta không kịp chờ đợi muốn đầu nhập u ảnh chi chủ trước ngực. Nhìn lấy tranh nhau trên lấn hai người một hồ, hồng vũ hoa cùng kỳ an đều là ánh mắt kinh hãi. Không phải, cái này đặc yêu không phải quỷ dị quỷ kế sao. Không phải dùng để dụ hoặc chúng ta mắc lừa để đi chịu chết sao loại này nội tâm xé rách kịch liệt đau nhức mặc cho ai cũng không nguyện ý lần nữa nhấm nháp một lần à cái này ba cái hàng làm sao còn tranh nhau chen lấn đi lên đâu chẳng lẽ quỷ dị đã dụ hoặc bọn hắn thành công có thể quỷ dị rõ ràng cái gì cũng không có làm à ba người tranh trước sợ về sau hàn phong mười phần dũng cảm tranh đến đệ nhất tên đi tới phía trước nhất đường phía trước lại xuất hiện sườn đồi hàn phong đầy mắt mong đợi nói ra tới à lần này là của ta tốt chờ mong quỷ dị đại ca ngươi nhanh điểm phía trước trong tấm hình xuất hiện một mảnh tiểu sơn thôn cái kia tiểu sơn thôn rất quen thuộc là hàn phong từ nhỏ đến lớn sinh trưởng thôn làng ngay tại âm dương tông lạc hà phong dưới chân hàn phong nhíu mày không đúng đây không phải một thế này bắt đầu sao một thế này ta sự tình gì không biết cần phải ngươi đến cho ta nhìn ta muốn nhìn trước mặt à thế mà để hắn kinh ngạc chính là u ảnh chi chủ liền một thế này hình ảnh cũng không cho hắn nhìn hình ảnh kia vẻn vẹn kéo dài một giây liền âm vang phá toái ngay sau đó liền lại xuất hiện hành lang hồng vũ hoa kinh ngạc nhìn về phía hàn phong ngươi thật lợi hại một sát na thì phá hết chấp niệm của mình xem ra ngươi rất kiên định à hàn phong có chút xấu hổ không biết làm sao trả lời bỗng nhiên trong hư không truyền đến một đạo quỷ dị lại âm thanh khủng bố giống như là rất nhiều người cùng một chỗ hô hoán một dạng ngươi là ai trên người của ngươi vì sao lại có khí tức của hắn Hàn Phong nghe vậy khẽ giật mình, chợt hiểu rõ ra, cười nhạo nói. Tiểu ra đều buông ra ký ức để ngươi dò xét, ngươi đều dò xét không tra được, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được à. Hàn Phong đã nghĩ đến đây là có chuyện gì? Bởi vì hắn có hàn tiên tôn huyết mạch, quỷ dị căn bản là không cách nào ô nhiễm hắn. Mà u ảnh chi chủ, muốn tìm kiếm người khác ký ức, đầu tiên muốn đối người tiến hành trình độ nhất định ô nhiễm, sau đó lại dùng chính mình u ảnh bản lĩnh đến đem những hình ảnh kia diễn dịch đi ra nhưng đối phương căn bản thì không cách nào đối Hàn Phong tạo thành ô nhiễm, như vậy tìm kiếm hắn kiếp trước ký ức tự nhiên cũng vô pháp làm đến. Thật là cao hứng hụt một trận, đồ vô dụng. Phi, thật vô dụng. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Đem vô số thanh âm cùng nhau vang lên. Giống như có chút tức hồn hển thẹn quá thành giận bộ dáng. Hành lang xuất hiện lần nữa, mọi người đi thẳng về phía trước. Bọn hắn nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đều có chút cao thâm mà chắc, đều hiếu kỳ Hàn Phong trên người có người nào khí tức, vậy mà làm cho u ảnh chi chủ đều không thể tìm kiếm hắn ký ức. Đi về phía trước mấy dặm đường, phía trước xuất hiện lần nữa đoạn một bên. Lần này, xuất hiện là một bộ đáy biển thế giới tràng cảnh. Đến đoá đoá, đến đoá đoá há. Đoá đoá rất vui vẻ hướng về phía trước chạy tới, đi tới đoạn lộ một bên, hướng phía dưới đánh giá. Hàn Phong tâm lý có chút tâm thần bất định. Hiện tại để đoá đoá nhanh chóng biết 18 tuổi trước phát sinh sự tình, có lẽ còn không phải lúc. Trên người nàng nguyên rủa còn không có phá vỡ, nếu như nàng hiện tại biết, khó đảm bảo sẽ không lại lần đối với hắn động tình, sau đó lại lần mất đi tất cả ký ức. Hàn Phong là hy vọng đóa đóa có thể nhớ tới sự tình trước kia, nhưng đó là xây dựng ở nguyên rủa bài trừ tình huống dưới. Hàn thấp thỏm trong lòng hướng về phía dưới nhìn qua, đó là một mảnh đáy biển khu nhà, mặc dù không có long cung cao lớn như vậy, nhưng cũng là tráng lệ, mỹ lệ phi thường. Sau đó, bên trong đóa đóa, lấy hiện tại bộ dáng xuất hiện. Nàng mở mắt. "Hai tử, ngươi rốt cục tỉnh." một tên phong vận y tồn tóc đỏ mỹ nhân ngư tại đoá đoá bên người kích động nói ngươi là ai nha đoá đoá nhìn lấy nàng tò mò hỏi ta là mẫu thân ngươi hà mẫu thân có thể ta không nhớ rõ ngươi hà không sao ngươi chỉ là quên trước kia hết thảy vứt bỏ tất cả ký ức mà thôi chúng ta có thể nhận thức lại một chút ta là ngươi mẫu thân sinh ngươi nuôi ngươi người không đúng nếu như ta đã mất đi tất cả ký ức vậy ta vì cái gì còn nhớ rõ làm sao nói còn nhớ rõ chuyện suy luận đâu. Hai tử, nói chuyện là bản năng, là chuyện đơn giản nhất, là khắc vào ngươi ký ức bên trong đồ vật, ngươi chỉ là quên hết kinh lịch mà thôi, cũng không phải là quên hết thân làm người bản năng. Dạng này à, vậy được rồi. Đoá đoá nhẹ gật đầu. Trong hiện thực đoá đoá, thất vọng thở dài, bất mãn nói lầm bầm. Ta muốn chính là 18 tuổi trí nhớ trước kia à, cũng không phải hiện tại, hiện tại ta kinh lịch cái gì, có thể nhớ tinh tưởng đây. Thối quỷ dị, phá quỷ dị, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được à hàn phong lại là thở dài một hơi không có làm ra đến liền tốt hắn nhìn về phía đoá đoá nói ra có lẽ cái này quỷ dị chỉ có thể tìm kiếm đi ra ngươi bản thân mình liền biết kinh lịch đâu căn bản dò xét không tra được chuyện ngươi không biết đoá đoá hiếu kỳ nói cái kia không cần phải à vì cái gì kỳ an tỷ tỷ lúc sinh ra đời hình ảnh liền có thể diễn xuất đến nàng tổng không thể nào thấy mình là làm sao xuất sinh à hàn phong sờ lên cằm thầm nói giống như cũng đúng vậy à nếu như là chỉ có thể nhìn thấy chúng ta chuyện mình thấy cái kia hẳn là lấy ta thị giác đến phát sinh mà không phải lấy hắn thị giác đến xem nó cái góc độ này giống như cũng là có thứ gì tại đỉnh đầu chúng ta phía trên xem chúng ta một dạng cái kia cũng không rõ ràng có thể là quỷ dị đặc thù bản lĩnh đi dù sao quỷ dị loại vật này rất quỷ dị có đạo lý gặp chuyện không quyết giao cho quỷ dị là được rồi đoá đoá nhân sinh không có gì đáng xem cơ hồ tất cả đều là tu luyện chơi đùa, chạy tới chạy lui, cùng An An cùng một chỗ làm trò chơi, cùng một chỗ khoái lạc chơi đùa. Mỗi ngày đều là cười toe toét, thật vui vẻ. Thẳng đến một cái nào đó hình ảnh, đột nhiên gãy mất. Đoá đoá muội muội chạy mau, những người xấu kia đuổi theo tới. An An cùng Đoá Đoá, đi chân đất xòe ở một cái trên hải đảo chạy, đằng sau là lấy Hoáng Khê cầm đầu rượu âm cốc đệ tử tại truy sát các nàng. A, à, An An, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Theo trong tấm hình Hàn Phong thanh âm truyền đến cái kia mảnh hình ảnh cũng ẩm vang phá toái. Đoá đoá không có cái gì chấp niệm, ngoại trừ tìm trí nhớ của mình bên ngoài, không có có cái gì đặc biệt tiếc nuối sự tình, cho nên quỷ dị căn bản không có cách nào dụ hoặc nàng. Nó thậm chí đều không thể làm ra đến một cái dụ hoặc đoá đoá đi tìm ký ức phương pháp. Đoá đoá nhìn về phía Hàn Phong, nghi ngờ nói, kỳ quái ai, làm sao vừa đến gặp ngươi hình ảnh, cái này quỷ dị thì không chịu nổi đâu. Bỗng nhiên, chung quanh lại truyền tới quỷ dị thanh âm. Lại là ngươi, lại là ngươi cái tiểu vương bát đản, mỗi lần vừa đến ngươi, ta huyễn cảnh thì không chịu nổi, ngươi đến cùng là ai? Hàn Phong thành thật trả lời, hỏi rất hay, ta cũng muốn biết ta là ai, ngài muốn là biết đáp án thì cho ta nói một tiếng. Hừ. Cái kia quỷ dị lạnh hừ một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hình ảnh sau khi vỡ vụn, hành lang xuất hiện lần nữa. Mọi người không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện lần nữa đoạn lộ. Tiểu hồ ly phấn chấn nói, các ngươi đều qua hết, lần này cái kia tiểu hồ ly, cái kia tiểu hồ ly. Hàn Phong cũng giữ vững tinh thần đến, cẩn thận nhìn lấy, hy vọng có thể giải khai tiểu hồ ly thân thế chi mề. Hình ảnh đi tới một mảnh to lớn hòn đảo phía trên, cái kia mảnh hòn đảo phía trên có lấy vô số trắng lệ kiến trúc, trung gian trên ngọn núi còn cắm một cây cờ lớn, trên đó viết một cái chữ đại. Hàn, hình ảnh rút ngắn, chỉ thấy một cái thanh niên nam nhân đang ở trong sân lo lắng dạo bước lấy trong phòng truyền đến trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh. Là cha ta. Hàn Phong sắc mặt đại biến, kinh ngạc hô to. Mọi người kinh ngạc, đây không phải tiểu hồ ly huyễn cảnh sao. Vì sao lại xuất hiện Hàn Phong phụ thân? Công tử, công tử, phu nhân sinh, là cái nam đinh, để ngài lấy tên đây. Thế mà, thanh niên trên mặt, lại không có nửa điểm vui sướng, chỉ là thở dài, ánh mắt đắng chát nói ra. Ta hài tử đáng thương, vừa ra đời, thì nhất định gánh vác vận mệnh nguyên rủa đã định trước cả đời không được tự do. Hy vọng cũng có ngày, hắn có thể bài trừ trên thân nguyền rủa có thể như gió một dạng tự do. Thì kêu hắn, Hàn Phong đi. Hàn Phong trong lòng khẽ run, ban đầu đến tên của mình, là như vậy tới à. Cũng đúng lúc này, một thiếu nữ bộ dáng người, ôm lấy một cái gói nhỏ, bay vào, đi tới thanh niên trước mặt. Bái kiến hồ tổ. Thanh niên vội vàng ôm trưởng cúi người chào. Thiếu nữ kia nhìn lấy 16-17 tuổi bộ dáng, cùng đoá đoá giống như, mọc ra một đôi hồ ly lỗ tai, mặc lấy đắc thể y phục, sau lưng còn có chín đầu cái đuôi hồ ly chập chờn. Cái kia hồ tổ đem trong ngực gói nhỏ đưa cho thanh niên, thanh niên mở ra một cái lỗ hồng nhìn qua, bên trong là một cái màu trắng tinh tiểu hồ ly. Nhắm mắt lại, rất là đáng yêu. Hậu bối, đây là ta dùng một ức năm mới tìm được dựng dục ra biện pháp của nàng, ngươi nhất định muốn giúp ta bảo vệ tốt nàng à?